Rồi chào các bạn mọi người, đây có chiếc chân ma 70 70 các bạn, đời đầu. Con này động cơ zin. Nói chung là máy này cũng còn đẹp lắm nha anh em. Động cơ zin, máy cũng còn liền độ ha. Máy này dùng nước ngọt các bạn. Đây, chân có sơn dặm rồi luôn. Con 70 này anh em gì dùng ngoài cắt đồ ok hết sảy 7 luôn. Thì con này đồ rất là liền rồi ha. Nói chung động cơ zin thì bơm số kiểm tra, máy này đời cổ nha các bạn. Thì cũng lâu đời lắm rồi anh em. Bên cái hàm bên em quay cái hàm chắc lót cái nóc rồi chưa hả? Gấp chưa? Chắc gấp mẹ nó chứ 10 năm mẹ nó. Chưa gắt nữa không quên. Đẹp lắm các bạn. Đây AQ 70 nha anh em. Đó, thì còn rất là đẹp nha. Nhất thùng nhất bọng gì nói chung cũng chưa có một chưa xét cho trên các bạn. Máy này chỉ dùng nước ngọt. Chân có sơn. Số. Số dân ma bơm dân ma. Động cơ dân ma 70 4T98 không có chục bô nha nè. Động cơ 4T98 có chục bô nè. AQ 82 rồi đó. Còn này thiếu có chục bô, anh em muốn mạnh thì đấu chục bô vô. Nó cũng đi rang cái dân ma 82 không các bạn. Không khác gì hết, nó chỉ thua cái là thua cái chục bô nha. Đây, động cơ zin. Máy khá đẹp, máy còn bốc. Hơi hám đâu cũng còn ngon, máy rất là liền luôn. Giờ nóng, bình này đã chìa khóa để gì đâu á. Nó mùi rồi, rất đẹp luôn. Thì anh em nào thấy hàng dân ma đây mà cắt dạng như dốc rồi thì dùng khô thì con này hết sảy luôn các bạn. Cái này còn rất là liền nha. Để quay xương xương cho anh em coi đồ. Dầu hỏi anh chạy gần ghim luôn. Còn cái lường ghim luôn nè anh em. Lót nắp lớp trong xinh đẹp. Rồi anh em nào có cần liên hệ thì mình hỏi giá mình để lên cho anh em coi. Các bạn nha, thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1,2 triệu nha anh em. Đó thì cái này là mặt nạ ngoài trước nè, chữ Thái. Con này là dán im này của anh em tên Thành Lỷ 67D1 tốc độ mãi đỉnh. Cái này không thì